Hạ Độc nhà vua. Ngày xưa, tại một vương quốc nọ, có vị vua cai quản non sông hết sức hùng mạnh. Năm tháng trôi đi, nhà vua đến lúc già yếu. Ta sắp phải theo mẹ của con rồi. Trong chiếc rương vàng này, có túi thần lắc ra tiền vàng, một ông sao thổi ra binh lính và một thắt lưng đưa người đi theo ý muốn. Con nhất định phải giữ kỹ bên mình. Cha, cha ơi, cha mau tỉnh lại đi. Một thời gian sau, sau khi vua cha lâm chung, hoàng tử trẻ lên ngôi kế vị, vị vua trẻ không khỏi buồn nhớ đến tiên đế. Mãi cho đến một ngày, khi nàng công chúa xinh đẹp của nước láng giềng ghé tới cung điện, nghe nói đây là nàng công chúa tài sắc của nước láng giềng, đến nay chưa có cô gái nào bì nổi với nàng. Thưa đức vua đáng kính, thần thiếp xin thỉnh an người. Hân hạnh được gặp nàng. Vừa nhìn thấy nàng công chúa với vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đức vua trẻ ngay lập tức đắm say. Chẳng bao lâu, chàng đã mang lễ vật tới cung điện nước láng giềng cầu hôn nàng. Lễ cưới nhanh chóng diễn ra trong sự chúc phúc của thần dân hai nước. Cảm ơn nàng đã đến bên đời ta. Được ở bên chăm sóc cho chàng là niềm hạnh phúc lớn nhất đời thiếp. Chàng cứ ở bên thiếp thế này, còn chuyện thiết triều thì sao? Sao nhãn một chút cũng không sao, ta có bí quyết của riêng mình chứ. Bí quyết gì vậy? Chàng mau nói cho thiếp biết đi. Chuyện này... chàng không tin thiếp, không yêu thiếp. Thôi nào, ta sẽ mãi chỉ yêu mình nàng thôi. Vậy thì chàng mau nói đi. Đây chính là ba báu vật vua cha để lại cho ta. Thiếp thấy nó chỉ là những đồ vật bình thường thôi. Thế mà chúng đều là báu vật đó. Túi thần lắc ra tiền vàng, ống sáo thổi ra binh lính, và thắt lưng đưa người đi theo ý muốn. Kỳ diệu như vậy sao? Thiếp rất vui vì chàng đã không giấu thiếp điều gì. Mà chàng nè, sớm mai em muốn về thăm cha mẹ một chuyến. Khi tận mắt nhìn thấy những báu vật, công chúa đã lộ bản chất tham lam và mưu mô thâm độc. Ả lấy cắp cả ba báu vật và bí mật về nước. Tâu bệ hạ, chỉ trong một đêm, quân ta Ly đã chiếm đóng lãnh thổ giáp phía nam vương quốc. Hiện chúng vẫn đang thừa thắng xông lên. Chúng dám ngông cuồng đến vậy à? Được thôi, nguyên soái tướng quân đâu? Chuẩn bị dẫn 10 vạn lính ra trận. Tuân lệnh bệ hạ. Báu vật của ta, lẽ nào... Báu vật nào? Nhà ngươi đừng cậy là vua mà ăn nói ngông cuồng. Nàng dám... Ngươi là một kẻ bại trận. Ngay từ bây giờ, ngươi sẽ bị giam trong ngục tối cho đến chết. May thay, một người lính chịu ơn vị vua già năm xưa đã tìm cách cứu chàng chạy thoát. À! Cứ thế này không chết vì sa chân xuống vực, ta cũng chết vì đói mất. Không được, ta phải tìm cách lấy lại báu vật từ á công chúa tham lam, ác độc kia. Ăn mấy quả chín này ít nhất cũng cho ta chút sức lực. Trời đất ơi, cái mũi của tôi. Ôi, nước suối này chính là thuốc giải cho quả độc kia. Ta có cách lấy lại báu vật của mình rồi. Vị vua trẻ đã giả trang thành thương nhân, đem bán quả mọng kỳ lạ ở cung điện á công chúa tham lam. Thấy quả ngon, ai nấy đều thích thú. Trời ơi, cái mũi của tôi. Gã thường gia bán quả quái quỷ gì thế này? Các người muốn có thuốc giải thì kẻ nào ăn cắp báu vật của ta hãy mau đưa ra. Chàng, xin chàng bình tĩnh, thiếp sẽ mang ra ngay đây. Chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Xin hãy cho thiếp thuốc giải. Cô đáng phải chịu hình phạt như thế suốt đời. Không, hãy đưa thuốc giải cho ta. Không. Vị vua trẻ quay về vương quốc của mình với ống sáo thổi ra binh lính đẩy lùi giặc ngoại xâm và trị vì đất nước vững mạnh. Còn công chúa đẹp mặt nhưng xấu lòng thì suốt đời phải mang cái mũi kỳ dị.
thử lòng. Ngày xưa, ở một vùng quê nghèo xa xôi nọ, có hai mẹ con sống trong một túp lều nhỏ ở cuối làng. Họ rất nghèo, của cải trong nhà chẳng có gì. Người mẹ đã già, lại mắc bệnh hiểm nghèo. Cũng may ông trời còn thương, con trai bà là một chàng trai hiếu thảo như chính cái tên Hiếu mà bà đã đặt cho anh. Người con trai nhẹ nhàng động viên mẹ. Mẹ cố ăn một chút cho mau khỏe mẹ nhé. Người mẹ bệnh tình vẫn chưa thuyên giảm, những tràn ho kéo dài liên tiếp. Thấy bệnh tình của mẹ ngày một nặng hơn, người con trai vô cùng lo lắng. Mẹ không sao chứ? Người mẹ ho ra một vũng máu. Xem chừng bệnh của bà cũng đã đến lúc nguy cấp. Người con trai trông thấy thế, lòng đầy xót xa. Máu! Trời ơi! Máu! Người mẹ buồn bã, xua tay cất tiếng nói yếu ớt. Chắc mẹ sắp đi rồi, con à. Nghe thấy mẹ nói những lời như vậy, Hiếu xúc động khóc gào lên. Cậu nhất định không để mẹ phải chết. Không, mẹ không thể chết. Để con đi mời thầy thuốc. Người mẹ buồn bã, xua tay can ngăn con trai. Không muốn con mình phải chịu khổ vì mình. Nhà mình làm gì có tiền hả con? Nhưng Hiếu mặc mẹ cậu can ngăn, anh quyết tâm đi tìm cách cứu mẹ. Cậu đỡ mẹ nằm xuống rồi chạy thẳng ra chợ. Trước khi đi, cậu không quên dặn dò. Không, con xin mẹ hãy chờ con trở về. Hiếu chạy một mạch tới tiệm thuốc, nhưng vì không có tiền nên cậu bị bà chủ xua đuổi. Dù cho Hiếu có cố nài nỉ van xin, không có tiền thì đi đi, ở đây không bán chịu. Xin bà hãy cứu mẹ tôi. Bà chủ tiệm thuốc lạnh lùng quay đi, không đoái hoài tới tình cảnh của người con tội nghiệp, mặc cho Hiếu có khóc lóc thế nào. Bà chủ ơi. Trước sự vô tình của bà chủ tiệm thuốc, chàng trai đành buồn bã ra đi. Tuyệt vọng, chán nản, chàng trai lang thang bước đi trong vô định. Chàng trai ngồi khóc bên tảng đá, cậu vẫn chưa biết phải tìm cách gì để cứu mẹ. Làm thế nào bây giờ? Mẹ sẽ chết mất. Bỗng một giọng nói cất lên khiến cho chàng trai giật mình. Này, chàng trai! Thì ra cảm động trước lòng hiếu thảo của anh, Thượng Đế đã cho tiên ông, một ông bụt hiền hậu, xuống trần gian để giúp đỡ cho anh cứu mẹ của mình. Ông lão nhìn chàng trai, mỉm cười hiền từ nói: Lòng hiếu thảo của ngươi đã cảm động Thượng Đế, nên người sai ta tới đây chỉ đường cho ngươi cứu mẹ mình. Hiếu vừa ngạc nhiên, vừa vui sướng. Cuối cùng thì anh cũng đã tìm được cách để cứu mẹ. Trời ơi, thật vậy sao ạ? Ông lão ân cần dặn dò chàng trai. Trên ngọn núi cao nhất kia có một cây táo cổ thụ. Ngươi hãy leo lên đó hái một trái táo mang về cho mẹ ngươi ăn. Nhất định mẹ ngươi sẽ khỏi bệnh. Theo lời ông lão, Hiếu không quản ngại khó nhọc băng qua nhiều con đường rừng quanh co, hiểm trở, thú dữ rình rập. Có lúc lại phải leo lên những vách núi cao, trơn trượt. Nhưng nghĩ đến mẹ, cậu lại có động lực. Mặc kệ mồ hôi rơi, bàn chân rướm máu, thân thể xây xác vì gai rừng. Mãi đến tối thì cậu cũng gần đến được ngọn núi cao nhất. Trong lúc đó, người mẹ đang nằm yếu ớt trên giường, những cơn ho vẫn đang hành hạ bà. Chợt có tiếng gọi làm cho bà giật mình nhìn ra cửa. Mẹ ơi! Mẹ! Cuối cùng thì Hiếu cũng đã tìm được quả táo thần theo lời ông lão nói. Cậu sốt sắng chạy ngay tới và đưa quả táo thần cho mẹ. Con đã về rồi đây. Mẹ hãy ăn trái táo này đi. Mẹ sẽ khỏe lại ngay thôi. Người mẹ dáng vẻ đang âu sầu thiểu não, uể oải cắn miếng táo. Quả nhiên, như lời ông lão nói, khi bà vừa nuốt miếng táo, thì một luồng sáng chạy dọc người bà. Gương mặt bà bỗng trở nên tươi tắn khỏe mạnh. Thật không thể tin nổi. Mẹ đã khỏe lại rồi con ơi. Chàng trai thấy vậy vui mừng lắm, vội reo lên. Mẹ khỏe rồi. Sau hôm đấy, chàng trai luôn suy nghĩ về tác dụng lạ lùng của cây táo thần. Cây táo đó đúng là một cây táo thần, vậy mà xưa nay chưa ai biết, lạ thật. Mặc dù đã chữa được khỏi bệnh cho mẹ, nhưng cuộc sống của hai mẹ con vẫn rất cực khổ. Hai mẹ con dù cố gắng, nhưng cơm ăn chẳng no, áo mặc chẳng ấm. Rồi đột nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu của cậu. Tuy mẹ đã khỏe, nhưng nhà mình vẫn nghèo khổ. Nếu quả thật
cây táo đó có phép lạ như thế thì... Phải rồi, mình sẽ làm như thế. Thế là Hiếu đã quay lại cây táo thần. Cậu đã hái toàn bộ số táo còn lại trên cây rồi mang về. Hôm sau, cậu đem táo ra trước cửa nhà bán. Nhiều người làng ghé vào xem. Khi họ thấy mẹ Hiếu này đã khỏe mạnh như chưa hề có bệnh tật gì thì lấy làm lạ và kéo đến mỗi lúc một đông. Táo thần đây, táo thần chữa bách bệnh đây. Mẹ tôi đã khỏi bệnh hiểm nghèo chỉ nhờ ăn một quả táo đấy. Mọi người trong làng ai cũng biết chuyện mẹ Hiếu mấy hôm trước còn ốm thập tử nhất sinh, nay thấy khỏe mạnh mà lại chẳng cần thuốc thang gì thì tất thảy đều tin đây quả là táo thần như lời Hiếu nói. Mọi người xì xào bàn tán. Kỳ lạ thật, bà ta hôm trước còn ốm sắp chết cơ, thế mà hôm nay... Mà nhà nó làm gì có tiền mua thuốc, đúng là chỉ nhờ có táo thần thôi. Mọi người đều xúm lại tranh nhau mua táo của Hiếu, chẳng mấy chốc mà số táo của Hiếu đã bán hết với giá cao gấp nhiều lần táo thường. Chỉ 5 đồng một quả thôi, bà con mua ngay kẹo hết. Cho tôi 2 quả đi. Cho tôi 1 quả, 3 quả. Được rồi, ai cũng sẽ có phần. Một thời gian sau, nhờ cây táo thần mà Hiếu đã trở nên giàu có, sống trong một căn nhà khang trang rộng lớn, có kẻ hầu người hạ, ăn sung mặc sướng, ngày ngày chỉ việc ngồi không đếm tiền. Đúng là táo thần, chỉ trong một thời gian ngắn mà mình đã thu bội tiền rồi. Cảm ơn Thượng Đế đã ban cây táo cho con. Đang lúc mải mê với những đồng bạc lấp lánh trong tay thì một người hầu bẩm báo. Ông chủ, thưa ông, ngoài kia có một cô gái trông nghèo nàn rách rưới, muốn xin vào gặp ông ạ. Cho vào. Một cô gái trẻ nghèo nàn cũng có hoàn cảnh như Hiếu trước đây. Khi hay tin Hiếu có táo thần có thể chữa bách bệnh, cô đã dò hỏi và đã đến được nhà Hiếu. Nhưng có vẻ được sống trong giàu sang quá lâu đã khiến cho chàng trai Hiếu Thảo năm xưa thay lòng đổi dạ. Cô gái tội nghiệp năn nỉ Hiếu. Tôi nghe nói ông có cây táo thần. Xin ông bố thí cho mẹ tôi một quả. Mẹ tôi đang hấp hối, chỉ e không qua khỏi. Hiếu nghe cô gái nói thế liền giả bộ. Nghe cô nói tôi cũng chạnh lòng, khổ nổi. Lâu nay táo ra ít quả quá, mà người cần thì không kể xiết. Hơn thế, để có được một trái táo cũng vất vả lắm. Thế nên nếu cô không bỏ ra 20 đồng thì không có táo đâu. 20 đồng, một cái giá quá cao. Trong khi cô không hề có một xu dính túi, không còn cách nào khác, cô gái hoảng hốt quỳ xuống van xin Hiếu, hệt như ngày xưa Hiếu đã van xin bà chủ hiệu thuốc. Nhưng có vẻ Hiếu đã quên chính con người của anh trước đây. Anh đã trở thành một người tuyệt tình tuyệt nghĩa. Cô gái đáng thương vẫn ra sức van nài, mong Hiếu động lòng thương. Xin ông hãy cứu giúp mẹ tôi, nhà tôi nghèo lắm, một đồng cũng không có, lấy đâu ra 20 đồng. Mặc cho cô gái có van xin đến cỡ nào, Hiếu này đã bị đồng tiền che mờ nhân tính. Hắn bỏ đi, không đói hoài gì đến cô gái tội nghiệp. Cậu thẳng thừng từ chối mà vẫn không quên đưa ra cái giá cắt cổ với trái táo thần. Xin lỗi, tôi không thể giúp cô được, 20 đồng đã là ưu tiên lắm rồi. Nhưng Hiếu vừa đi được vài bước thì cô gái bỗng đứng lên cất giọng khác lạ, khiến cho Hiếu giật mình quay lại. Đứng lại! Hiếu quay lại định đuổi cô gái đi, nhưng chưa nói được nửa câu thì chợt một luồng sáng lóe lên. Tôi đã nói là không được! Hãy xem ta là ai! Hiếu vô cùng sửng sốt. Thì ra cô gái chính là tiên ông năm xưa đã giúp Hiếu cứu mẹ cải trang mà thành. Hiếu lắp bắp, không thốt lên lời. Ông... Trước kia Thượng Đế đã cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của Hiếu, thì bây giờ Thượng Đế lại tức giận vì sự vô tình, tham lam của Hiếu nên cử tiên ông xuống để trừng phạt tội lỗi của Hiếu. Ông lão nghiêm giọng dạy bảo. Thượng Đế ban cho ngươi cây táo để ngươi cứu người thân, giúp người nghèo khổ. Nhưng giờ ngươi lại là một kẻ tham lam, chỉ vì tiền mất hết nhân tính. Nghe thấy vậy, Hiếu vô cùng hoảng hốt, vội quỳ xuống van nài khẩn thiết. Con không biết cô gái đó là ông biến thành, xin ông tha lỗi cho con. Nhưng chứng kiến hành động vô tình của Hiếu, tiên ông đã biết con người Hiếu đã thay đổi, không còn là chàng trai hiền lành, nhân từ của ngày xưa nữa. Ông lão nghiêm giọng nói. Ta vừa cải trang thành cô gái đáng thương vừa rồi, là đã cho ngươi cơ hội cuối cùng để ngươi lấy lại nhân tính. Nhưng đã quá muộn rồi, ngươi đã bị lòng tham làm mờ mắt.
và ta sẽ lấy lại cây táo và những gì ngươi được hưởng từ nó. Dù cho Hiếu có van xin cầu khẩn, nhưng tất cả đã quá muộn. Tiên ông đã biến mất trong luồng ánh sáng chói lòa và mang theo luôn tất cả những gì Hiếu có được từ cây táo thần. Trong phút chốc, khung cảnh xung quanh Hiếu đang từ nhà cao cửa rộng đẹp đẽ bỗng chốc biến thành túp lều ngày xưa. Hiếu lại trở lại bộ dạng rách rưới khi xưa, ở trong túp lều siêu vẹo, bộ quần áo sờn cũ. Quan trọng hơn là người mẹ của Hiếu lại phải chịu cảnh bệnh tật hành hạ. Nhìn thấy mẹ một lần nữa trong cơn nguy kịch, Hiếu đau khổ tột cùng, nhưng tất cả đã quá muộn. Anh chỉ biết ngửa mặt lên trời mà trách mình. Trời ơi, ta đã sai rồi, ta đã sai rồi. Thượng đế đã nhân từ trao cho Hiếu cơ hội để anh giúp mẹ, giúp mình, giúp mọi người. Nhưng cũng chính vì để lòng tham làm mờ mắt mà anh đã để đồng tiền làm mất đi nhân tính và rồi mất hết tất cả. Cách trả công đặc biệt. Khung cảnh núi rừng đẹp quá, hình như đằng xa có con thác kìa. Ồ, đúng rồi, là thác nước thật đấy. Đây là lần đầu các em lên đây à? Dạ vâng ạ. Cũng là lần đầu tụi em làm từ thiện luôn, nên hồi hộp lắm anh ơi. Lần này khá vất vả đấy, đang là dịp Tết thiếu nhi, cho nên nhóm tình nguyện của chúng ta phải chia nhỏ đi nhiều nơi phát quà cho các em. Vì vậy chuyến tình nguyện lên bản dốc lần này chỉ có 4 anh em mình thôi. Dạ, không sao, chỉ cần thấy mình làm được việc gì đó có ích thì chúng em vui lắm rồi, không ngại vất vả đâu. Tuổi trẻ có khác, tốt, hãy giữ vững tinh thần và nhiệt huyết đó các em nhé. Dạ. Ồ, chúng ta sắp tới bản dốc rồi đó. Anh đã liên hệ trước nên cửu bản đã tập trung hết các em nhỏ lại rồi kìa. Dạ, chúng em cũng thấy rồi ạ. Chào bác, chúng cháu là nhóm từ thiện Hoa Hồng Xanh, đã liên hệ trước ạ. Vâng, chào các anh chị. Ồ, em muốn quà phải không? Được rồi, chị sẽ phát trước cho em. Hoa, dừng lại, em để hộp quà lên xe đi, chúng ta chưa phát ngay được đâu. Dạ. Em bé, em có thể tập hợp các bạn lại đây giúp anh một việc được không? Dạ. Tụi anh phải đi một quãng đường rất xa mới tới được đây đó, nên giờ ai cũng rất mệt, mà trên xe có rất nhiều đồ. Ai có thể giúp anh chuyển đồ xuống, anh sẽ trả công sòng phẳng. Dạ, em nè anh ơi. Rồi, bây giờ các em hãy xếp hàng để anh trả công nào. Anh à, em có thắc mắc, tại sao hôm nay anh lại ngăn em phát quà cho em bé đó, rồi lại nhờ các em nhỏ chuyển quà xuống nữa? Chúng ta đâu mệt đến nỗi không làm được đâu. Tất nhiên, anh làm vậy không phải do chúng ta mệt, mà là muốn tốt cho các em ấy. Các em ở trên này đều rất nghèo, và nếu có những đoàn từ thiện lên đây phát quà, nếu lần nào cũng nhận được sự giúp đỡ một cách dễ dàng, thì về lâu dài, các em ấy sẽ mặc định cứ khó khăn là có người giúp đỡ. Tư tưởng ấy sẽ theo các em ấy lớn lên, và sau này các em ấy sẽ dùng sự nghèo đói của mình để mưu sinh thay vì cố gắng phấn đấu làm giàu. Như vậy thì bao giờ mới thoát nghèo? Ồ, đúng vậy ạ. Em hiểu rồi, cho nên thay vì trao thẳng quà cho các em, anh đã tạo ra một lý do để chúng hiểu phải lao động thì mới có thành quả, phải không ạ? Đúng là một kinh nghiệm quý giá.
Cảm ơn anh đã chỉ bảo chúng em. Không ngờ qua những chuyến từ thiện thế này, chúng em lại được vỡ ra nhiều điều đến thế. Buổi tham quan đáng nhớ. Nào, cả lớp chú ý, đã đến giờ ăn trưa rồi. Các cháu nhớ ăn hết suất, không được bỏ thừa đâu nhé. Chúc các cháu ăn ngon miệng. Cô dặn là không được bỏ thừa đồ ăn, nhưng tớ phải làm sao với món cà rốt đáng ghét này đây? Hòa, cậu ăn giúp tớ đi. Lần trước, tớ ăn giúp cậu rồi, bị phạt nên giờ tớ không dám đâu. Mà tớ cũng đang chán ngán món khoai tây đây nè. Chán nhỉ? Thế mà hôm nào chúng ta cũng bị ép ăn hết suất. Ước gì những món không ngon này biến đi được thì hay biết mấy. Ừ, chúng ta phải làm sao bây giờ? À, tớ có cách rồi. Thế này nhé. Chà, hôm nay bọn trẻ ăn ngoan quá, không để thừa đồ ăn. Đúng vậy ạ. À, nhìn các cháu ăn no hết mà cảm thấy công sức của chúng ta được báo đáp vậy chị nhỉ. Ngày nào cũng phải lên thực đơn mới, rồi chọn lựa thật kỹ cho bọn trẻ nữa. Tớ mở thùng, còn cậu vứt vào nhé. Ừ, cậu mở đi. Mấy cháu làm gì thế? Ồ, đây không phải là thức ăn của cơm trưa hay sao? Ừ, sao các cháu lại... Dạ không phải đâu. Đây là... Hóa ra trưa nào các cháu cũng giấu thức ăn mang đi vứt thế này sao? Cơm bác nấu không ngon, có phải không? Dạ, không phải đâu ạ. À, chỉ có hôm nay. Vâng ạ, à, xin bác đừng mách cô giáo, nếu không chúng cháu sẽ bị phạt. Cô muốn thông báo về buổi ngoại khóa tuần sau của lớp chúng ta. Chúng ta sẽ tới một vùng quê nông thôn để tham quan, tìm hiểu về cuộc sống của những người nông dân và môi trường thiên nhiên. Ơi, hay quá! Chúng ta sẽ được đến nông trang kìa! Háo hức ghê! Không biết ở đó như thế nào nhỉ? Xe đã đến một vùng quê nông thôn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi bộ để tham quan cuộc sống người nông dân như thế nào nhé! Vâng ạ! Ồ, nhìn kìa, ruộng lúa đấy, có cả cây đa và ao nữa kìa. Bây giờ, cô sẽ giới thiệu với các em, đây là những cánh đồng lúa, nơi tạo ra những hạt gạo mà các em ăn hàng ngày đây. Các em hãy thử quan sát xem, các bác nông dân cấy lúa như thế nào nhé. Cấy lúa là công việc cần sự khéo léo, nên bác gái thường làm. Ôi, tay các bác ấy nhanh quá đi mất. Ừ, nhưng cả đồng ruộng to thế kia cơ mà. Sao các bác ấy cấy được hết cơ chứ? Chắc hẳn là mệt lắm. Ôi, bác làm sao thế ạ? Ờ, bác không sao đâu, chắc chỉ là mệt một chút thôi. Bác cứ qua kia nghỉ đi ạ. À, chúng cháu sẽ giúp bác tưới nước cho rau. Thưa cô, chúng em làm vậy có được không ạ? À, được chứ, cô cũng giúp các em. Bác mệt như vậy sao không ở nhà nghỉ đi? Hôm nay không làm thì ngày mai làm cũng được mà bác. Không được các cháu ạ. Rau xanh cần phải tưới nước hàng ngày mới non và ngọt được. Rau mà không lên tốt thì các bác sẽ chả có rau để ăn, để bán đâu. Bác ơi, vậy để chúng cháu giúp bác nha. Ôi. Bữa trưa hôm nay, các bác đã dùng những rau củ hôm qua các bác nông dân tặng lớp để nấu đấy. Các cháu cùng ăn ngon miệng nhé. Vâng ạ. Hôm nay các em ăn rất giỏi, bạn nào cũng ăn hết suất. Các em có cảm nhận gì về bữa ăn hôm nay? Em thưa cô, hôm nay đồ ăn rất ngon ạ. Đúng ạ, đồ các bác nông dân cho, ăn rất ngon. Thế các con có biết tại sao đồ của các bác nông dân lại ngon vậy không? Dạ, chúng em không biết ạ. Sao lại vậy nhỉ? Bởi vì các em đã được tận mắt nhìn thấy cuộc sống lao động của các bác nông dân,
để làm ra hạt thóc, cây rau các em ăn hàng ngày. Người nông dân đã phải đổ rất nhiều mồ hôi, công sức trên đồng ruộng. Các em cũng đã được tham gia lao động cùng các bác, đã thấm thía được giá trị của những thức ăn các em ăn hôm nay. Bởi vậy, các em biết quý trọng đồ ăn hơn, có đúng không nào? Đúng rồi. Giờ mà bỏ đồ ăn đi, em thấy rất hoang phí và có lỗi ạ. Vậy từ giờ, không ai được bỏ thừa cơm, nghe chưa? Dạ, vâng ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.